Tôi sẽ chia sẻ cho anh chị một trong những cái giải pháp về tài chính, giúp chia sẻ cho chị một hệ thống giao dịch mà thông qua cái hệ thống giao dịch này anh chị có thể kiếm được từ 30 đến 50 đô mỗi ngày. Cái xây dựng cái là hệ thống giao dịch. Dịch thì đầu tiên chị là gì? Chúng ta sẽ có những bước như sau. Thứ nhất, cái bước đầu tiên, cái bước này rất là quan trọng nha anh chị. Đầu tiên, cái bước đầu tiên là chúng ta phải trả lời là chúng ta sẽ đầu tư với số vốn là bao nhiêu. Vốn là bao nhiêu thì rủi ro chấp nhận. Thí dụ như bây giờ rủi ro theo các cái tổ chức mà gọi là hoặc là cái trader chuyên nghiệp người ta, thì người ta đưa là từ 3% cho đến 6%. Thì ở đây tôi khuyên anh chị là nên áp dụng 5%. 5% rủi ro. Anh chị áp dụng là 5% rủi ro. 5% rủi ro. Đó là cái bước thứ hai. Cái bước thứ ba, anh chị phải đầu tiên thì anh chị xác định cho tôi. Xác định là điểm. Điểm vào lệnh. Rồi, đây là nó có A, còn B của nó là gì? Xác định điểm dừng lỗ. Lỗ, hai cái này chúng ta sẽ tính ra được, nó sẽ ra được là cái khối lượng. Khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch. Và cái thứ 4, sau khi có thứ 4 rồi thì chúng ta định tính ra được. À xin lỗi, chỗ này là cái gì? Sau khi tính này anh chị sẽ ra được là khoảng cách dừng lỗ ha, chỗ này là khoảng cách dừng lỗ nha. Khoảng cách dừng lỗ. Có nghĩa là sau khi xác định điểm vào lệnh này, xác định điểm dừng lỗ này, chúng ta sẽ ra được là khoảng cách dừng lỗ. Rồi cái thứ số 4, số 4 là chúng ta sẽ tính ra đây là gì? À, khối lượng. Khối lượng giao dịch. Và cái thứ 5 chúng ta là gì? Vào lệnh. Và duy trì trạng thái. Trì trạng. Trạng thái. Đó. Cái đó là những bước mà chúng ta cần phải làm. Ví dụ tài khoản của chúng ta là ví dụ như cái ba lan chúng ta đó. Ba lan thì nó bằng UT, trong trường hợp là chúng ta duy vào lệnh thì hai này nó bằng nhau ha. Thì ở đây tôi lấy ba lan đi. Giả sử như tài khoản của chúng ta có là 4.000 đi. 4.000 đô. Đó. Thì cái rủi ro chúng ta sẽ là nhiêu anh chị? Tôi luôn tính là 5% với chỉ số 5. 5%. Rồi. À, sau đó cái khoảng cách dừng lỗ của chúng ta là stop loss á, khoảng cách dừng lỗ tức là D gì? Ở đằng L chúng ta sẽ là bằng nhiêu? Thì lúc này chúng ta sẽ là sao anh chị? Chúng ta phải tính. Hôm qua chúng ta học rồi, muốn tính được cái khoảng cách dừng lỗ này thì chúng ta phải cần gì anh chị? Chúng ta cần điểm vào lệnh, chúng ta có điểm dừng lỗ. Cái hai đó trừ nhau nó ra được khoảng cách dừng lỗ. Có ba cái này nhập vô này tính ra. Tính ra, bấm cái calculator nó ra được là gì? Nó ra được kết quả nằm ở chỗ này. Ha. Tôi sẽ lấy ví dụ thực tế trên màn hình cho anh chị thấy là chúng ta cùng nhau làm. Ha. Thì nó không có khác gì cái kia cả. Tôi lấy ví dụ đi ha, tôi mở biểu đồ này đi. Đúng chưa? Tôi giả sử như hôm nay là tôi sẽ thực hiện bán ra ngay dùng giá này. Đúng không anh chị? Ngày qua chúng ta học rồi, nếu chúng ta bán ngày chúng ta lấy cái nó liền trước đó, chúng ta xác nhận điểm dừng lỗ, nhớ không? Muốn bán cái này chúng ta lấy cái điểm cao nhất của nó là cộng 20 pip để xác định điểm dừng. Dừng lỗ tôi sẽ làm thực nghiệm này cho anh chị thấy luôn ha, cho nó nhanh. Rồi. Chúng ta đóng này đi nè. Thí dụ như bây giờ chúng ta bán, tôi bán hiện tại tức là chúng ta sẽ bán ngay cái giá hiện tại luôn. Ngay giá này luôn nè. Chúng ta bán ngay giá này, chúng ta mua ngay giá này. Thì bây giờ chúng ta dự đoán giá xuống, do đó chúng ta chấp nhận bán ngay cái giá này. Bây giờ trước mắt là chúng ta phải coi cái hàng đằng trước nè. Cái nến liền trước nó cao nhất của nó là nhiêu? Anh chị thấy giá cao nhất của nó không? Thấy chưa? Là bao nhiêu anh chị? À nó như đây, là 1 chấm nhiêu đây, nó là 1 chấm nè, 1 chấm nè, 2 3 4 1. Đúng chưa? Vậy đã chỗ này là điểm này là gì anh chị? Giá 2 đúng không? Đúng chưa? Bây giờ mình cộng thêm nó vậy sẽ ra điểm top loss của nào mình lại sẽ lại như anh chị. Thì nó bằng là 1 chấm là 2 3, 4, 10 chúng ta cộng như vậy 20 pip đúng không? Đồng ý chưa? Đơn vị pip này đây là chục pip nè. Vậy chia ra được là 1 chấm như vậy 2, 3, 6, 6, 0. Như vậy thì chia ra được là cái gì? Điểm số top loss của chúng ta là cái gì? Các bạn đây. Điểm vào lệnh chúng ta là ngay ở vùng giá đó luôn. Đúng chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ có S đen là cái gì? D, S, L. Tức là cái đường lỗ. Thì nó sẽ bằng cái gì như vậy? Điểm vào lệnh chúng ta sẽ lại như đây. 1 chấm là 2, 2, 10. 15 chúng ta trừ như vậy 1 chấm là gì 2 3 6 60 thì chúng ta tính ra bằng nhiêu
Nó lấy máy tính ra, cái này trừ này tức là 315 trừ, tức là 360 trừ 315 sẽ bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? 150 đúng không? 155 sẽ ra là 1. Chứ ra sẽ được gì? 2 này trừ nhau sẽ ra được 0 chấm bao nhiêu vậy? 0 là 2 đúng không? 0 là bao nhiêu? 2. Bao nhiêu nữa anh chị? Cái này nè, 360 trừ cho 15. 0 6 5 đúng không? Vậy là 100. 1 5 5 đúng không? Hai này trừ nha, phải ra được cái này không? 145 phải không? À, 145. Vậy 145 lúc này nó sẽ ra tương ứng với lại như vậy. Tức là sẽ ra được là 145 bip. Anh chị hiểu được chỗ này chưa? Cái con số cuối cùng là số đơn vị bip. Nó chục bip, trăm bip. Đúng chưa? Mà lấy hai này trừ nhau ra được là 145 bip. Hoặc là cái cách khác nhanh hơn là đơn giản là chúng ta chỉ cần cầm chuột, chúng ta kéo từ đến đây xuống đây là chúng ta sẽ có được cái giá trị nó nhanh hơn. Thí dụ như bây giờ ở đây, vậy nãy mình tính nó ra được là cái điểm cao nhất đó là như vậy. 1 2 3 0. Ha không? À 40 nhưng mình cộng lại là thành nhiêu? Vậy suy ra được điểm dừng lỗ của mình sẽ là 40 luôn. 2 3 và 60 đúng không? 60 rồi. Bấm ok. Như vậy là chúng ta sẽ có cái điểm dừng lỗ chúng ta là đang ngay chỗ này. Điểm dừng lệnh đang nằm chỗ này đúng không? Đúng không? Chúng ta kéo chuột xuống nó ra kết quả luôn. Rồi coi tôi làm nè. Như vậy thì điểm dừng lệnh chúng ta sẽ là ngay cái line ngang này nè, thấy không? Thì lúc này chúng ta thấy điểm từ đây là khoảng cái dừng lỗ nè. Đồng ý chỗ này chưa? Điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ nè. Bây giờ chúng ta lấy chuột vô cross xe nè. Lấy chuột vô đây. Chúng ta kéo chuột trái á. Nó tương ứng thấy không? Hay 140 mấy không? Nó là 1 1 4 4 4 3 thấy không? Đây là 1 4 4 4 3 điểm. 43 điểm thì nó tương ứng với là 1 4 4 3 bip. Đó, đúng rồi đó. Để suy ra được là khoảng cách 145, đúng chưa? Rồi vậy mình áp dụng, mình quay trở lại cái phần mềm kia mình tính là sao anh chị? Cái này đây. Điền vô, đầu tiên mình điền để gì? Tổng cái tài sản của mình vô đây là như đây. 4.000. Rồi, rủi ro mình ổn là như vậy 5%. Cái này mình tính ra nhiêu? À, 145, 145, đúng chưa? Mình bấm tính. Như vậy thì khối lượng giao dịch của mình nó phù hợp là gì? Là 0.318 lot.